Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Tình hình là hôm nay mình mới mua được một cái guồng mới mọi người ạ. Đem ra đây để test cho các bạn xem về chất lượng của cái guồng này. Chiều nay thì mình đang thả ở đây là một cái con cảnh cốc các bạn nhá. Đấy, để test guồng bởi vì chiều nay gió không to nên là thả con cảnh cốc này các bạn này, thấy không? Mình hôm nay đi ra ngoài lại không mang máy quay các bạn ạ. Ý là lần đầu tiên đi quay mà không mang máy quay ấy. Chỉ sử dụng một cái điện thoại để quay thôi nên là chất lượng hình ảnh có khi nó không tốt bằng, các bạn thông cảm cho mình nhá. Đây mình review về cái guồng này của các bạn này. Ấy dồi ấy nhá các bạn ơi, từ chuẩn bị có một siêu phẩm gần ra đời các bạn ạ. Đâu, để mình review con này cho các bạn cùng xem luôn. Ấy nhá, dầu gì đây? Dầu chính mì anh ạ. Các bạn ạ, mới xuất hiện thêm một siêu phẩm chính mì nữa. Hôm qua mới đi quay cái video gặp hai con chính mì, hôm nay lại gặp thêm một con chính mì nữa các bạn ạ. Đây. Con chính mì này là của thằng cu em này các bạn này. Đó. Chiều nay định đi test review cho các bạn về cái guồng thì gặp cu em nó thả chính mì. Đây. Đây lại một con chính mì nữa này. Ấy da. Mấy nay mình gặp ấy, con này sao lại bị bong thế này rồi? Hồi nãy mới bị bung à? Ây da, con này đặc biệt các bạn nhá. Đây các bạn ơi, con này đang cống ở đây là một cái sáo đơn. D bao nhiêu đây em? Không biết à, D này chắc là D10 rồi các bạn ạ. Đấy, cho là D10 đi ha. Kêu không ta, con này mình sợ không kêu rồi. Cái dáng này. Con này thì cái được làm bằng cần câu. Ngọn cần câu luôn. Chất liệu là bằng cáp quang. Cáp này cũng không biết là cáp bao nhiêu ly. Chắc là một ly mấy các bạn ạ. Cái đuôi này, ấy kiểu dáng này nhìn xịn xò phết nhờ. Chính mỹ của thằng quy em kia thì nó lên ngon lắm các bạn nhỉ. Con chính mỹ này là hôm bữa cũng là mình làm, nói chính xác hơn là thằng quy em nhà mình làm. Sau đó nó bán với giá là 50k. Đấy, mình đang dự tính là mua lại con diều này của thằng quy em đây các bạn ạ. Con này mình thấy hay này, mình tính mua về review cho các bạn cùng xem. Mà không biết là có lên hay không đây. Em, con này bán không? Có à? Rồi, con này thằng quy em nó hứa là bán các bạn ạ. Mình tạm thời để đây, mình mới phát hiện thêm một cái siêu phẩm nữa. Chiều nay cầm cái điện thoại có khả năng nó sẽ bị rung giật các bạn nhá. Đây, siêu phẩm của một thằng quy em ở trong xóm nữa mọi người ạ. Nó đang thả một mình. Em, từ cho anh mượn nhiều. Chiều nay đi gặp nhiều loại diều thế nhỉ? Siêu phẩm này lâu rồi mình không thấy mọi người ạ. Đây, siêu phẩm diều đại bàng. Đây là một tuổi thơ luôn mọi người nhá, đại bàng tuổi thơ nhá. Ui đẹp thế. Đâu em cầm này. Em cầm này. Wow, đẹp đấy các bạn ạ. Con này có khi nó lại dài hơn cả thằng quy em này luôn ấy. Đây này. Em để ngang người xem nào. Đâu, ngược lại, đó. Ui nó cao có khi bằng thằng quy em luôn. Con này được em mua mấy tiền? Biết mấy tiền không? 100.000. Dữ dằn. Đây chiều nay đâu để anh đâm nhau. Anh đâm nhau rồi em thả lên nhá. Xem thử có lên không nhá. Chính mỹ đằng kia lên đen chili các bạn. Đen xì luôn. Ây da. Rồi thả dây dài ra. Dây dài nữa. Chưa. Mắc à. Con này mình thấy không biết là shop nào bán, chứ họ vẫn làm bằng cặp quang các bạn ấy. Chẳng qua là cái vải này là cái vải diều tuổi thơ, còn là vẫn được làm bằng cặp quang. Năng cặp quang, full cặp quang luôn. Không thấy một miếng tre nào. Từ. Rồi, 1, 2, 3, lên. Ý da. Đại bàng ấy các bạn ạ. Thả dây ra đó. Đại bàng nhá. Lâu rồi không gặp mấy con đại bàng kiểu như này. Chưa giờ mình toàn làm lại những cái con diều sáo ấy. Lâu rồi không gặp đại bàng. Úi chú, đại bàng vù gà các bạn ạ. Con này là con vù gà nữa này. Thôi rớt rồi. Không có gió. Con này phải gió mạnh thì mới lên được. Đấy, một thanh niên nhỏ tuổi thả một con diều đại bàng các bạn nhá. Lên. Thả dây ra đấy em, dây ra đó. Ôi, một cuộn dây thế này thì có một rối các bạn ạ. Rối rồi, cái này sao thả được. Đấy, đại bàng lên nhá. Ngon, kẹt nhá. Rồi, bây giờ mình quay trở lại với con diều của thằng quy em này. Diều gì? Diều chính mỹ nhá. Mình sẽ gạ kèo mua được con diều này bằng thôi các bạn ạ. Đây, đang sửa chữa này. Sao đấy, bị gì đây?
đứt leo. Úi dồi ôi, mình chưa kịp mua đã đứt leo rồi các bạn ạ. Đấy, bán là phải sửa đầy đủ nhá. Đây con diều chính mỹ kia đây các bạn này, lên ngon nhỉ, con này ngon phết. Con này hơi nặng đầu một xíu, hơi nhẹ đầu một xíu, thằng queo nó thêm một đá nho nhọ rồi. Ui, chiều nay trời kìa. Còn mình tính là sẽ mua con siêu phẩm này các bạn nhá, để thả cho các bạn xem. Nãy giờ vẫn chưa thả nên là vẫn chưa biết lên được hay không mọi người ạ. Em cam kết là con này lên không? Có nhá, phải cam kết lên nhá, không lên là không được đây. Đây các bạn này, thì như lúc nãy mình nói là mình tính là gả kèo để mua con diều chính mỹ này của thằng cu em về để review cũng như thả cho các bạn cùng xem. Lâu giờ là mình làm những con siêu phẩm nó gọi là quá hoàn hảo đúng không? Thì hôm nay là có một con siêu phẩm mới, nó kiểu dạng rất chi là tự nhiên mọi người ạ. Đây, của thằng cu em này các bạn này, đây là tác giả tác phẩm luôn. Thì như lúc nãy mình nói là con này có cộng một con sáo đơn, chắc là D10, nghe hơi kẹt đấy. Nhưng mà chưa nghe tiếng kêu cũng như là chưa biết lên hay không. Thế bây giờ là em bán cho anh con này nhá. À sao lại không? Ồ, hồi nãy nói tỏ rõ ràng, trong video anh quay rõ ràng nhá. Bây giờ bán cho anh con này đi, để anh review. Rồi mai mốt ngày kia kia nọ rồi anh làm con khác rồi cùng giao lưu các kiểu, được không? Không luôn các bạn ạ. Ê, ca này khó nhờ. Con này làm bằng cáp quang. Rồi, đây. Áo các bạn ạ, nãy giờ quên để ý. Áo bình thường là mình dán nhá. Con này được may, rất là tỉ mỉ luôn. Đúng là nghệ nhân trẻ các bạn ạ. Có niềm đam mê với diều sáo luôn. Thôi bây giờ bán anh con này đi. Sao lại không nhờ? Ây dồ. Đi bán anh con này đi. Thế bây giờ làm thế nào em ấy chịu bán? 50.000. Ôi dồ ôi các bạn ơi. Đây con diều này 50.000 các bạn ạ. Các bạn nghĩ là có mua được không? 50.000 đấy các bạn. Hôm bữa mình làm con chính mỹ kia bán cho thằng quen cũng giá 50.000, mà con này cũng 50.000, nhưng mà chưa biết là lên hay không. Thế nào em sao? Hơi khoai á. Hơi khoai nhờ. Kiểu con này hơi chát các bạn ạ. Thế rồi muốn review cho các bạn mà 50.000 hơi căng nhờ. Đó, giá cả có thể thương lượng nhá. Được không? Kiểu bây giờ bán rẻ cho anh con này đi, rồi mai một anh làm một cái con đấy giống như con kiểu dạng này này, làm một cái con khác rồi anh cho anh tặng các kêu, được không? À thanh niên này là hôm bữa mình có một cái mini game, thanh niên này nhận được diều của mình này, đúng không? Không. Đúng rồi, chắc thanh niên này này nhận được cái con diều mà mình cắt dây ấy. Thôi bây giờ bán cho anh con này đi, bán rẻ đi, được không? Được nhá. Nhưng mà bây giờ rẻ là bao nhiêu mới được đây này, để mình lại xem được có bao nhiêu tiền đấy nhá. Rẻ 49.000. Cá 49.000. Hôm nay ra đi không chuẩn bị các bạn ạ, tính ra để review cái kia, ai dè gặp thằng quen nó đem siêu phẩm này nhìn đẹp quá, khét quá luôn, nên là quyết định phải mua bằng được. Đây dây này, dây hôm bữa thả cần câu cũng được. Thả mà chưa cất này, thôi thế bà rồi các bạn ạ. Chế độ hôm nay đem đi không có tiền. Bình thường là tiền mình sẽ để trong cục xe này này. Chết rồi các bạn ạ, hồi nãy nó bảo bán 50.000. Thôi đi, rồi đấy chấp nhận thôi. Lại đây, anh thương được một xíu cái này. Đây, anh thương lượng một xíu nhá. Thì hồi nãy là có hứa là sẽ mua với giá cả thương lượng rồi, nhưng mà do là bữa nay anh đi ra ngoài không có mang tiền ấy. Anh lục cả cốp xe chỉ có duy nhất từ 1.000 thôi các bạn ạ. Thôi thì em lấy đỡ 1.000 được không? Được. Ôi dồi, 50.000 xuống chỉ còn 1.000 các bạn ạ. Đúng là idol có khác. Thôi thế chấp nhận bán anh con này với giá 1.000 nhá. Dạ. Ok, rồi lần sau anh làm video, anh làm thêm mấy con khác rồi anh sẽ tặng hoặc là giao lưu. Đấy, ok, chú kèo. Chú kèo nhá, bắt tay cái này. Chắc chắn nhá, video làm chứng nhá, ngày mai ngày kia không được đòi lại nhá. Ôi các bạn ạ, mình vừa chốt kèo xong với thằng quý em với giá siêu phẩm này 1.000. Mình trả kèo hay thật, từ 50.000 xuống chỉ còn 1.000. Kèo thích nhờ, like video các bạn nhá. Bây giờ phải tét các bạn nhờ. Tét nhờ. Thôi tét cái này hay là tét lại cái guồng đây. Guồng kia đi. Guồng kia nhá. Rồi bây giờ mình thay dây và tét luôn. Không biết là với giá 1.000 của mình liệu con này có xứng đáng tiền của mình không nữa, hay là mua về để gạt bếp nữa các bạn ạ.
Rồi bây giờ thì để mình cho dây và chuẩn bị lên siêu phẩm này nè. Đây các bạn ơi, bây giờ là sẽ tẹt cái siêu phẩm. Ây da, từ, chờ anh. Mình phải quay cận cảnh con siêu phẩm với giá một cành của mình các bạn ạ. Lỡ đâu mà không lên mình còn đi kèo với thằng cu chứ. Siêu phẩm mua với giá 1.000. Ui trời ơi, từ những lần đầu tiên trong đời mua được một con siêu phẩm với giá một cành thôi các bạn ạ. Nghe mà sướng hết cả người. Con này mà lên là mình sẽ đăng đấu giá nhá. Bắt đầu từ 10.000. Đây, từ từ nhá, từ mình quay lại một lần nữa về siêu phẩm cho anh em cùng xem. Ok chưa? Rồi, 2, 3, lên. Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi. Ôi lên kìa, lên kìa, lên kìa. Mà mình có nghe tiếng sáo nữa các bạn ạ. Vẫn nghe tiếng sáo vi vu một xíu nhá. Ồ, thế tính ra là 1.000 của mình không oan rồi các bạn ơi. Ngon thế nhỉ? Em, sao sao, tiếc không? Tiếc không? Bình thường à? Chắc chắn nhá, 1.000 thôi nhá. Đã bán rồi là không đòi lại nhá. Quay video làm chứng rồi các bạn ạ. Đây, siêu phẩm chính Mỹ mình mua với giá 1k các bạn này. Ui, ngon. Điện thoại mà zoom lên nó hơi mờ. Thật sự luôn, điện thoại zoom lên hơi mờ các bạn ạ. Wow, thanh niên nhá, thanh niên này này, bán với giá 1k. Đây này, con chính Mỹ này cũng giá 50.000 này. Không lên nữa hả em? Có. Có à? Wow, chiều nay thì khá là nhiều siêu phẩm các bạn ạ. Mình đang rất là vui. Mới mua được con dừa với giá chỉ có 1.000. Kìa kìa, nó xoay kìa, nó xoay kìa. Nó xoay rồi, nó xoay rồi. Lên không, lên không? Ê da, không có gió à? Không có gió à? Đấy, vẫn lên tốt nè. Ngon nha, ngon nha, phê nha. Thành niên. Sao, sao, sao? Con này ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Có 1.000 thôi, ngon. Gà kèo thành công các bạn ạ. Thôi xong rồi các bạn ạ. Siêu phẩm mới mua của mình dùng được thôi. Toang thế nhờ, giờ sao lên được, ướt nhẫm. Giống như đại trà hôm bữa của mình. Do mấy bữa nay là gió yếu quá ấy. Ui trời. Thôi được rồi, cha còn thấm nước nữa. Thanh niên này là cây này, bán cho mình giá rẻ rồi bây giờ cây hay gì này. Giờ nặng nó, giờ thì sao lên được. Bây giờ gió này. Ai con này bàng. Con này bàng này tính ra nó lại bay ổn định. Ui dồi ôi, ui dồi. Má mày dám. Dám vồ tao này. Dám vồ tao này. Con này nó mới vồ mình xong luôn. Cày lên. Ui dồi. Con này hay nhở, hay là mua luôn ta. Ai nhìn không đúng không. Guồng các bạn này. Cái guồng này là mua trên Shopee các bạn nhé. Mấy nghìn em? 52. Mấy? 53.000. 53.000 à? 53 cành các bạn ạ. Dữ vãi. Đâu, đưa anh xem. Bứt bố luôn. Dữ vãi chứ. À, chính Mỹ chuẩn bị lên lại à? Lên được không? Rồi lên. Ê từ từ dẫm gậy này. Ê chí nữa. Rồi. Ôi trời. Ê các bạn ơi, bây giờ mình mới thả thay con đại bàng này qua cái cần câu của mình để thả cho thằng quen các bạn ạ. Đấy, lâu rồi không thả nhiều đại bàng. Bây giờ các bạn thấy thế nào? Ok chưa? Ôi, con đại bàng này tính ra lên ngon phết các bạn ạ. Đây, mình đang thả dây dần dần cho nó lên đã nhá. Gió thì hơi yếu một xíu thôi. Đấy. 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 Ngon chưa, ngon chưa anh em? Anh em ngon chưa? Lấy luôn, đi, xịt. Mình tính chôm con này luôn các bạn ạ. Ai lại thế nhỉ? Ui. Rồi các bạn ơi, đây. Các bạn thấy diều đại bàng của thằng quen này thế nào? Còn, nhưng mà nó không chịu bán các bạn ạ. Thôi để lần sau về mình mua thêm con diều chẳng chẳng thế này nữa để thả cho anh em xem. Bây giờ gió khá là to này.
bây giờ con chính Mỹ với con đại bàng của thằng quen kia đang thả đây. Còn cái con diều mà 1k hồi nãy mình mua ấy, các bạn biết bị gì đâu? Em biết bị gì không? Lật nữa ướt nặng không lên được. Ôi, lật nữa khô rồi xem thế nào. Đâu con 1.000. Các bạn biết sao không? 1.000 thả được duy nhất một lần các bạn ạ. Sau một lần đâm hồi nãy là bây giờ nó ướt nhũng là nãy giờ không lên nữa, nó lên là xoay. Cái giá phải trả. Cái giá phải trả là 1.000 chỉ lên được một lần thôi. Và các bạn xem này, bây giờ này, áo này. Ui giờ hồi nãy mới khen là điện nhân may hay rồi sáo các kiểu, bây giờ sáo cũng ướt đường sáo này, diều ướt đường diều này, rồi bây giờ là nó còn tàn với chất tả như thế này, không lên được nữa rồi. Cái này về muốn lên là phải may là cái áo này. Còn áo này là gió nó ra xoay vòng tròn rồi rớt xuống các bạn ạ. Đây, bây giờ phải cột lại cái này này, may ra mới lên được. Cậy thế nhá. Áo được chứ, thả được duy nhất mới được một lần. Biết. Rồi, nói chung là cái video này thì gà kèo mua được con diều này với giá 1.000 rồi các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ đăng ký kênh và like các bạn nhá. Bye bye.